Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm món bánh dứa Đài Loan không cần dùng tới lò nướng. Bánh dứa là một loại bánh nổi tiếng của Đài Loan, nhưng thời gian gần đây cũng được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm, đặc biệt là mỗi dịp Tết gần tới. Bánh dứa với lớp vỏ ngoài giòn, tan ngay ở trong miệng, kết hợp cùng với nhân dứa, chua chua ngọt ngọt. Nếu các bạn đang quan tâm đến loại bánh này và muốn làm nhưng chưa tìm được một công thức bánh chuẩn, ngon và đặc biệt nhà bạn cũng không có lò nướng để nướng bánh, vậy thì bạn hãy đừng bỏ qua video này. Nếu thấy video của mình hữu ích thì đừng quên nhấn nút like đồng thời chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để thực hiện làm món bánh dứa Đài Loan. Trước tiên mình sẽ làm phần nhân dứa trước. Để làm nhân dứa thì ở đây mình sẽ chuẩn bị 3 quả dứa với khối lượng là 1 kg. Dứa này đã được gọt vỏ. Mình sẽ cắt dứa thành những miếng nhỏ. Sau đó mình sẽ sử dụng máy ép hoa quả để ép phần bã và nước dứa riêng ra. Cách này thì sẽ giúp mình đỡ phải thái nhỏ, băm nhỏ dứa và sẽ nhanh hơn. Nếu như các bạn không có máy ép thì các bạn có thể thái và băm nhỏ dứa ra cũng được nhé. Sau khi ép dứa xong thì mình sẽ cho toàn bộ phần bã dứa và nước ép dứa ban nãy mình đã ép riêng vào chung trong một cái chảo. Rồi mình sẽ cho đường vào và bắc lên bếp để xên nhân dứa. Khi mới bắt đầu xên thì các bạn cứ để lửa to, mình xên cho nồi dứa sôi, cạn hết nước thì thôi. Xên cho đến khi dứa cạn hết nước rồi thì mình sẽ cho thêm mạch nha vào. Và tiếp tục xên tiếp, thi thoảng mình sẽ đảo đều dứa để tránh bị cháy. Sau khi mình xên được khoảng tầm 40 phút thì lúc này nhân dứa của mình đã cạn hoàn toàn hết nước rồi và dứa cũng bắt đầu đặc và dẻo lại. Mình sẽ để lửa nhỏ và tiếp tục xên dứa cho tới khi nào phần nhân dứa này của mình nó dẻo lại thành một khối và có độ kết dính vào nhau, không bị chảy xuống. Nếu như các bạn xên mà nhân dứa vẫn còn ướt quá thì khi đóng bánh, bánh sẽ bị chảy. Các bạn có thể thấy mình lấy cái phới và múc cái nhân dứa lên thì nhân dứa này nó vẫn dính ở trên cái phới mà không bị chảy xuống. Tổng thời gian mình xên đạt được nhân dứa này là khoảng tầm 1 tiếng. Sau khi xên xong thì các bạn có thể cho nhân dứa vào trong tủ lạnh mình bảo quản nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi pha bột để làm vỏ bánh dứa. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 125g bơ lạt và mình để ở nhiệt độ phòng cho bơ chảy mềm ra. Sau đó mình sẽ cho vào 50g đường bột và sử dụng máy đánh trứng để đánh cho bơ bông lên. Đánh đến khi phần bơ bông lên và chuyển sang màu vàng nhạt là được. Sau đó thì mình sẽ cho vào 15g sữa đặc, một lòng đỏ trứng gà, 15g bột sư tử, 2g muối, 5g bột whipping cream. Sau đó mình sẽ tiếp tục dùng máy đánh trứng cầm tay và trộn đều phần bột này lên. Nếu như không có bột sữa tử thì các bạn có thể sử dụng sữa bột cũng được. Đánh đều xong thì tiếp tục mình sẽ cho thêm bột hạnh nhân vào. Đánh đều cho bột hạnh nhân quyện cùng với bơ xong thì mình sẽ tiếp tục cho thêm bột mì vào. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 200g bột mì số 8.
Nếu như các bạn không có bột mì số 8 thì có thể sử dụng các loại bột mì thông dụng như bột mì hoa ngọc lan hay bột mì đa dụng cũng được. Lúc này thì các bạn có thể sử dụng máy để mình trộn bột hoặc các bạn trộn bột bằng tay cũng được. Mình sẽ trộn cho bột quyện cùng với bơ là được. Sau khi nhào cho bột mì quyện cùng với bơ thành một khối bột dẻo mịn như này, mình sẽ đem bọc khối bột này lại và cho vào trong ngăn mát tủ lạnh 40 phút. Và đây là phần nhân dứa. Dứa sau khi mình xên đạt và cho vào trong ngăn mát tủ lạnh thì nhân này sẽ càng dẻo hơn. Nhân có màu vàng đậm rất là đẹp, đặc biệt là nó hơi chua chua ngọt ngọt, ăn rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ đem chia nhân dứa ra thành những viên nhân nhỏ nhé. Thì sẽ tùy theo các bạn sử dụng khuôn bao nhiêu gam mà các bạn chia ra. Nếu như các bạn sử dụng khuôn dứa 50 gram thì các bạn có thể chia 20 gram nhân và 30 gram vỏ. Còn nếu các bạn không dùng khuôn thì các bạn có thể chia áng chừng nhân bằng 1 phần 3 vỏ. Hoặc các bạn thích ăn nhiều nhân thì các bạn cũng có thể cho vỏ và nhân với tỷ lệ bằng nhau nha. Tuy nhiên nếu như các bạn cho nhân mà nó nhiều quá thì khi mình đóng bánh, mình bọc vào nó sẽ hơi khó. Đây là phần vỏ bánh sau khi mình cho vào trong ngăn mát được 40 phút. Và bây giờ thì mình cũng sẽ đem chia vỏ bánh này ra. Mình đóng với khuôn 50 thì mình sẽ sử dụng 20g nhân bánh và 30g vỏ bánh. Sau khi chia phần vỏ bánh xong thì bây giờ mình sẽ chỉ việc đóng bánh thôi. Mình sẽ lấy từng phần bột vỏ bánh nhỏ, sau đó thì ấn dẹt và cho một phần nhân dứa vào bên trong rồi bọc kín lại. Các bạn chú ý là mình phải bọc kín, bọc đều để cho nhân không bị lòi ra bên ngoài. Thì khi mình nướng bánh, bánh mới không bị chảy, bị vỡ ra nhé. Ở đây thì mình sẽ làm bánh theo cả hai cách, đó là dùng khuôn và không dùng khuôn. Thì nếu như các bạn dùng khuôn thì sau khi bọc nhân xong các bạn sẽ áo một lớp bột khô ở bên ngoài. Sau đó mình dùng khuôn và ấn bánh để tạo hình cho bánh là được. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ làm cho tới hết nhé. Và cách thứ hai, nếu như các bạn không có khuôn thì các bạn có thể bọc nhân xong, mình ấn dẹt cái khối bột xuống, sau đó mình dùng dao mình khớ nhẹ những cái đường ở bên trên bề mặt bánh để tạo hình. Mình đã có được một chiếc bánh tròn nhỏ nhỏ xinh xinh như này mà không cần dùng tới khuôn. Sau khi đóng bánh xong thì mình sẽ đem bánh đi nướng. Mình sẽ nướng những chiếc bánh mà mình đóng khuôn hình quả dứa trước nhé. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng nồi chiên không dầu để nướng bánh. Mình sẽ sử dụng giấy nến lót bên dưới để chống dính và xếp những chiếc bánh vào bên trong. Các bạn không có giấy nến thì có thể sử dụng giấy A4 cũng được. Các bạn xoa một lớp dầu ăn mỏng nhẹ lên bên trên để chống dính. Sau đó mình cho vào trong nồi. Và mình sẽ chỉnh nhiệt là 180 độ, mình nướng thời gian là 10 phút. Những chiếc bánh dứa sau khi mình nướng thời gian 10 phút thì lúc này mặt bánh đã xe lại, mình sẽ lấy bánh ra chờ nguội. Và bây giờ thì mình sẽ nướng những chiếc bánh mà mình không dùng khuôn để đóng bánh nhé. Mình cũng sẽ xếp bánh vào trong khay của nồi chiên không dầu, sau đó thì cho vào nồi và nướng cũng giống như nhiệt của những chiếc bánh mình đóng khuôn dứa. Giờ mình sẽ đi chuẩn bị hỗn hợp để quét mặt bánh. Mình sẽ sử dụng một lòng đỏ trứng gà và cho vào một thìa cà phê sữa tươi không đường, sau đó đánh đều lên. Sau khi những chiếc bánh dứa đã để nguội hoàn toàn thì mình sẽ đem hỗn hợp quét mặt bánh này quét một lớp mỏng lên bên trên bề mặt và xung quanh bánh. Quét xong thì mình sẽ lại cho bánh vào trong nồi và nướng tiếp lần 2. Lần này thì mình sẽ để nhiệt là 160 độ C và mình sẽ nướng thời gian là 20 phút.
Đối với những chiếc bánh mà không dùng khuôn cũng thế, sau khi nướng xong các bạn cũng sẽ để nguội hoàn toàn, sau đó thì mình cũng đem quét mặt bánh nhé. Đây là những chiếc bánh hình quả dứa sau khi mình nướng lần 2 xong. Lúc này thì mình cũng để bánh nguội, sau đó sử dụng một chút siro hương lá dứa và mình sẽ quét lên bên trên để tạo thành màu xanh cho những chiếc lá dứa. Nếu như các bạn cũng đóng khuôn hình quả dứa giống như mình mà không có siro màu xanh để quét lên thì các bạn có thể sử dụng bột trà xanh, các bạn pha vào với một chút bột, sau đó mình đóng ở trên phần chiếc lá này là được nhé. Sau khi nướng xong và để bánh nguội là mình đã có được những chiếc bánh dứa nhỏ xinh cực kỳ đẹp mắt rồi. Bánh các bạn nướng xong và để nguội thì cái nhân dứa bên trong nó sẽ dẻo lại hơn. Khi bánh còn đang nóng thì nhân bên trong nó sẽ hơi bị ướt. Và bánh làm xong thì các bạn có thể cho vào trong những cái túi đựng bánh. Các bạn hàn kín miệng túi lại để bảo quản. Bánh này cứ đóng kín lại thì các bạn có thể để được cả tháng nha. Mình sẽ bẻ những chiếc bánh ra cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy bánh của mình với phần vỏ bên ngoài rất là mềm, xốp. Khi mình ăn thì cái vỏ đưa vào trong miệng nó sẽ tan luôn ở trong miệng. Và phần nhân dứa bên trong thì rất là dẻo. Nhân thì sẽ hơi ngọt ngọt, chua chua, thanh thanh. Nó sẽ kết hợp cùng với lớp vỏ bánh và khiến cho mình khi ăn thì sẽ không hề bị ngán. Các bạn hãy thử làm và thưởng thức những chiếc bánh dứa nhỏ xinh cực kỳ ngon này nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.